47. Đồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ. Câu chú này với câu trước giống nhau, chỉ khác âm giữa. Bồ Đà Dạ, Hán dịch là trí giả và giác giả. Trí là hiểu biết chân chính, là trí tuệ. Giác là sự tỉnh thức. Người có được sự hiểu biết chân chính là người đã giác ngộ đích thực và có được trí tuệ. Đây là đảnh thượng hóa Phật Thủ Nhãn Ấn Pháp. Chữ hóa Phật trong đảnh thượng hóa Phật Thủ Nhãn Ấn Pháp chính là giác giả. Vị Bồ Tát hành trì thành tựu đảnh thượng hóa Phật Ấn Pháp cũng chính là trí giả. Cơ bản, trí và giác vốn chẳng khác nhau. Giác là sự giác ngộ, là giai đoạn sau của cái biết tròn đầy chân thật, trí. Trí là cái biết toàn triệt, là giai đoạn trước của giác ngộ. Nếu quý vị tu tập đảnh thượng hóa Phật Ấn Pháp thành tựu rồi, thì quý vị sẽ là người có được trí tuệ chân chính, là người đã tự mình giác ngộ rồi. Nếu quý vị tu tập Ấn Pháp này, thì mười phương chư Phật sẽ liền đến xoa đầu thọ ký cho quý vị, trong tương lai sẽ chứng được quả vị Phật. Trong khi đang niệm Phật hoặc trì chú hoặc tọa thiền, hành giả đôi khi thấy có cảm giác lạ lạ trên đỉnh đầu, như thể có một loài côn trùng bò quanh đầu vậy. Nhưng khi quý vị lấy tay sờ đầu thì thấy không có gì. Tôi sẽ nói cho quý vị biết đó là gì. Lúc ấy, chính chư Phật trong mười phương đến xoa đầu thọ ký cho quý vị sẽ thành tựu Phật quả trong tương lai. Nhưng vì quý vị chưa có được thiên nhĩ thông nên không nghe được, vì chưa có được thiên nhãn thông nên quý vị không thấy được. Tuy vậy, chư Phật trong mười phương thực sự đã rời bổn độ du hành đến đạo tràng xoa đầu thọ ký cho quý vị. Thế nên nếu quý vị có phước duyên gặp được, thì đây là sự cảm ứng xuất phát từ công phu hành trì của quý vị. Nhưng quý vị không được khởi tâm mê đắm hay ngã mạn mà nghĩ rằng: à, chư Phật vừa đến xoa đầu thọ ký hộ trì cho tôi. Nếu quý vị khởi niệm vui mừng hay hãnh diện vì điều này cũng đều là chấp trước. Dù đây là triệu chứng tốt lành, mà khi quý vị đã khởi tâm đắm chấp rồi thì cũng trở nên xấu. Trong chương cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật trình bày rất nhiều cảnh giới, tất cả đều là cảm ứng xuất phát từ nỗ lực dụng công tu hành. Nhưng nếu hành giả nghĩ rằng mình đã chứng được cảnh giới vi diệu, thì hành giả trở nên bị chấp trước và liền lạc vào tà ma ngoại đạo, liền bị ma chướng. Do vậy, khi tu tập pháp này, quý vị phải tự an trú trong trạng thái như như bất động. Cho dù có gặp cảnh giới tốt hoặc xấu, cũng giữ tâm không dao động. Khi tâm không dao động là quý vị có được định lực. Có định lực, trí tuệ sẽ phát sinh. Có trí tuệ, chân chính, quý vị sẽ trở thành trí giả và giác giả. Ha ha, 问什么的说